Ở đây ba con mình mới vừa ra là thấy nó đẻ xong rồi đó các bạn. Ba con này đã bị kẹt nè, bây giờ mình đưa lên rồi nha. Bây giờ nó đang gặn nữa các bạn ơi, nó đang dở ối nữa. Mình thấy nước ối nó mới vừa ra nữa các bạn, bây giờ nó đang gặn nữa nha. Lúc nãy mình nghe heo con nó la quá trời các bạn ơi. Cửa đầu mình đi ra mình coi là phát hiện là ba con giống như trong video các bạn, là nó đẻ xong cửa đầu nó lọt kẻ. Chân trong cái cửa nó làm hở quá các bạn, nên nó lọt kẻ nha. Các bạn chờ xem với mình là xem là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Mình thấy bụng nó cũng to mà nó đẻ con cũng to đó. Khả năng là mình đoán là dòng từ 10 đến 12 con. Theo các bạn là con heo mình nó đẻ được bao nhiêu con nha. Rồi mình giờ bây giờ mình sẽ đã đẻ tiếp và mình chờ kết quả cuối cùng là con heo mình được bao nhiêu con nha các bạn. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè, con heo mình mới vừa đẻ ra con thứ tư nha các bạn. Còn dây gúng luôn nè các bạn ơi. Đó, con thứ tư nha. Trong đây ba con rồi nè. Để lau chùi làm gọn lại cho sạch hết đi nha. Con này không biết được bao nhiêu con nữa, con này con gà nha các bạn, cái bụng nè. Con này mình nghĩ chắc chừng chục con các bạn ơi, chứ không nhiều đâu. Con quá to luôn, đẻ giống như bầy bên đây luôn. Rồi con heo này đẻ con quá to luôn các bạn ơi. Con thứ năm vừa mới đẻ ra luôn các bạn. Nằm im luôn rồi nè. Đó, con thứ năm nha. Đó, mẹ nó đẻ ra nó nằm im đó luôn rồi. Rồi mẹ nó đứng dậy luôn nha. Rồi để mình lau chùi con thứ năm này bỏ vô chung với đàn nó nha các bạn. Rồi đây là con thứ năm nè các bạn, mình để vô chung với đàn nó nha. Được 5 con rồi. Đó. Con to lắm các bạn. Cái bầy bên đây con cũng to nữa nè. Con bầy này đẻ con to giống như con đó luôn. Mà con này cái bụng là bự hơn nha. Con này là sinh sản nhiều hơn cái con bên đây. Con bên đây là chỉ có 5 con thôi. Đó. 5 con bữa nay được 4 5 ngày nè, bự lắm. Rồi để một tí nữa thì mình cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Bên đây còn cái con bên đây nữa nè. Con bên đây thì hôm qua nó xúc cái lồng rồi nó ra rồi mình lùa lên luôn nè. Nó còn cho khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày nữa. Rồi nó đẻ quá nhanh luôn các bạn ơi. Lay quay mình mới vừa rửa tay xong là nó đẻ ra thêm một con nữa nè. Đó, con này là con thứ 6 nè các bạn. Nó cũng to giống như con khác luôn. Để mình chùi nó nha. Rồi mình quay cập nhật tình hình con thứ 6 cho các bạn coi nè. Con thứ 6 rất là to luôn nha. Các bạn nhìn heo 5 ngày với heo mới đẻ nè. 6 10 với nhau nha. Rồi để mình bỏ cái con thứ 6 này vô trung bày với nó đi. Được 6 con rồi. Cái đây có 3 con chưa cắt rúng nữa. Để một tí nữa mình cắt luôn nha. 3 con đẻ đầu tiên á. Để mình cắt rúng cho nó, để cho nó đi lại dễ dàng hơn, để nó đi tới đi lui nó quấn. Cái con này á là mình đón dao động là từ 10 đến 12 con các bạn. Các bạn đón bao nhiêu thì các bạn cứ bình luận xuống với mình là coi thử ra được bao nhiêu con nha. Con này có thể là mình đón có khả năng là 12 con luôn á. Con đẻ con to nhưng mà khả năng là 12 con, tại con này bụng bự lắm. Rồi các mình cho các bạn xem con bên đây nè. Bên đây cái sàn mình chưa có rửa sạch nữa. Mình mới lùa heo xuống, mình mới xức cái bầy heo con hôm qua, rồi con heo này xúc chuồng rồi lùa lên luôn nên chưa có rửa sạch nha. Cái con này mình đón thì nếu mà đẻ con nhỏ thì dao động tầm 12 con, mà đẻ con bự như vậy á thì chắc 10 con thôi. Còn bên đây thì mình còn cho ít heo con thôi. Rồi ra tiếp một con thứ 7 nè các bạn. Mới vừa ra luôn, đây là con bò luôn. Còn trong dây gúng luôn các bạn ơi. Con thứ 7 cũng to lắm. Trong đây là 6 con nè. Rồi để mình kéo dây gúng cái con này ra nha. Đây là cho các bạn coi dây gúng nè các bạn. Đó, dây gúng vẫn còn luôn nha. Cái này con thứ 7 rồi nha. Rồi tiếp tục con thứ 7 mình cho vô nè các bạn. Đây bỏ vô nha. Con này hình như là to đầu đàn luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy kìa. Cái con nằm kìa, nó to hơn những con khác luôn. Đó, tổng số là 7 con nha. To lắm. Bụng vẫn còn nha các bạn. Rồi chuẩn bị ra con thứ 8 nè các bạn. Con thứ 8 ra nè. Đó, lú đầu ra trước nè. Đó, con thứ 8 cũng là con bò luôn các bạn ơi. Tin này là phối tin bò ra bò không các bạn ơi. Đây mình cho các bạn coi xe con thứ 8 nè. Con thứ 8 các bạn thấy mình buộc dây gúng không? Xuống khoảng chừng 2 cm các bạn, cách gúng nó khoảng chừng 2 cm. Đó, cách gúng nó khoảng chừng 2 cm nha. Rồi các bạn cắt ngang gúng nó thôi. Bây giờ mình cắt cho các bạn xem nè. Ở đây các bạn coi nè, mình vừa cắt gúng con heo nè, các bạn thấy không? Đó, dây gúng nó mình buộc đó.
rồi mình cắt qua phần dây gung, phần buộc gúng đó là được nha. Đó, con thứ 8 nha các bạn, tổng là 8 con rồi. Còn nữa các bạn ơi, nó đang gặn nữa kìa, nó đang ra nước ối nữa kìa. Đây nè các bạn, con thứ 9 mình vừa bứt dây gúng ra nè các bạn. Đó, các bạn so sánh con thứ 9 bên ngoài với bên trong nha. Nó gần bằng cái con bự hồi nãy, như là con thứ 7 á. Con thứ 9, con thứ 7 là bằng nhau luôn, nó bự trong đàn luôn á. Rồi để mình lau chùi con này đi, để mình thả ra cho nó bú trước các bạn ơi. Sữa mẹ nó mình thấy nó đội cũng bự lắm. Các bạn nhìn không thấy bầu sữa nhưng mà bóp phía trong á, một cục bự lắm. Để lâu quá là nó bị tắc sữa đó các bạn. Nó bị dễ bị viêm vú á. Rồi ở đây mình lưu ý với các bạn một phần nữa nha. Khi mà con nái của mình đẻ mà các bạn kiểm tra cái bầu sữa con nái nhiều, rồi phía trong của nó có một cục to tròn giống như cái đít chén của mình vậy đó, nó bự, nó hơi cứng nha. Sữa nhiều á thì các bạn nên cho heo nó bú sớm, hoặc là các bạn nặng bỏ bớt đi. Chứ các bạn để lâu quá rồi heo con nó bú không kịp không hết nữa là sẽ dễ gây ra hiện tượng là viêm vú. Con heo mình nó mệt, nó có thể gây ra sốt luôn á, rồi bắt đầu là nó nằm sấp không à, nó không cho con heo bú. Rồi heo con mà không bú được sữa đầu á là nó rất là yếu luôn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè. Con heo mình vừa mới trở về nè. Đây nó đẻ ra này, con là con thứ 10 nè. Nó đẻ một cái là ngay chân chỗ cái được cái này nè các bạn. Ngay chân chỗ này nè, nó hở nhiều quá, cái heo con nó gớt xuống đó luôn. Rồi bắt đầu là mình đem lên mình lau chùi, mình quay cho các bạn xem nha, cập nhật tình hình con thứ 10 nha. Bây giờ nó trở về thì nó đẻ chắc vài con nữa là xong rồi các bạn ơi. Đó, hiện tại heo mình 10 con nha các bạn. Rồi con thứ 10 này mình sẽ cho nó vô sọt nha các bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị cho nó bú nha. Con thứ 10 này mình thấy nó lạnh nè các bạn, bỏ vô. Rồi heo mẹ nó chuẩn bị gặn bên đây, gặn con thứ 11 nè các bạn, đang chuẩn bị gặn nha. Đó, nó mắc đuôi rồi kìa. Rồi mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè các bạn. Con heo này là con thứ 11 nè. Hồi nãy là đẻ ra là nó muốn ngợp rồi. Bắt đầu là mình xử lý. Mình vừa lau chùi xử lý nó xong, quay ra là cái con thứ 12 này nó ra nha các bạn. Đó, con thứ 12 này là bò bông nha. Tổng đàn của mình hiện tại là 12 con các bạn ơi. Các bạn chờ một tí nữa xem là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nữa nha. Trong đây là 10 con nè. Bắt đầu bây giờ lau chùi là thả ra cho nó bú các bạn. Chắc nó đẻ cũng gần xong rồi. Khả năng con này chắc 12 con thôi các bạn ơi. Hai con ở ngoài mình đã buộc gúng và mình cắt gúng rồi nè các bạn. Bây giờ thì trong sọt này 10 con thì mình thả ra luôn nha. Rồi mình kiểm heo lại xem nãy giờ mình có điếm lộn hay không nha các bạn. Rồi bây giờ thả heo ra cho nó bú nha. Rồi tổng đàn của mình mới vừa thả xong ra hết nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình kiểm heo các bạn ơi. 1, 2 nè, 3, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, tổng đàn là 12 con nha các bạn. Heo bò không các bạn ơi, không con nào trắng hết trơn á. Tinh này là tinh bò nha, phối tinh bò. Con này là con ba máu các bạn. 12 con nha. Rồi các bạn chờ xem là kết quả là con bên đây là được bao nhiêu con nha. Con bên đây là bụng cũng tương đương với hơn đó các bạn. Có con bên đây là bốn máu nè, con bên đây là tệ nè, con bên đây là lứa đầu là chỉ có 5 con thôi. Nhưng mà đẻ được cái là đẻ con to, mà 5 con mà đẻ con nhỏ nữa là buồn luôn nha. 7 con mới quỳ vốn các bạn, 5 con là lỗ rồi đó, lỗ 2 con rồi đó. Rồi để mình chờ một tí nữa xem coi còn con nào nữa hay không nha các bạn. Nãy giờ là chưa thấy ra nhau chưa gì hết nha. Rồi heo mình ra con thứ 13 nữa kìa các bạn. Đó, con thứ 13 nha, muốn ngọt rồi. Rồi mình quay con thứ 13 cho các bạn xem nè. Mình vừa buộc gúng xong, rồi bây giờ mình sẽ bỏ nó vô sọt, giữ ấm nó, rồi một tí mình cho nó bú sau nha các bạn. Đợi cho nó mạnh xíu, để nó qua nó giành không lại mấy con này đâu các bạn ơi. Mấy con này bây giờ nó bú xong rồi, nó khỏe mạnh rồi, nó giành dữ lắm. Con đó là ra là nó giành không nổi, là nó giật ra ngoài là nó yếu luôn á. Bây giờ mình giữ ấm con đó trước đi. Rồi tổng đàn của mình hiện tại là 13 con nha các bạn. Nó có ra một chùm nhau nhỏ rồi các bạn. Như vậy là buổi sáng nay heo mình nó đẻ xong rồi các bạn. Tổng đàn của mình là đẻ được 13 con nha. 13 con to và đều các bạn ơi, không có con nào nhỏ hết trơn á, to lắm. Đây đàn 13 con nè.
Rồi các bạn đón xem khoảng chừng vài ngày nữa đi. À, các bạn đón xem với mình vài ngày nữa thì cái con bên đây nó xanh thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Con bên đây thì bụng cũng to đó. Con bên đây là cái con hai máu của đợt hết. Mình phối tinh ba máu nha. Con này lứa này là lứa thứ ba rồi. Lứa rồi hình như nó được 10, 15, 16 con gì đó. Đó rồi mấy con này đã phối xong hết rồi nè. Nó phá quá các bạn ơi, nó phá máng gớt xuống hoài luôn á, bắt đầu phải hàng lại hoài luôn. Đó, máng bên đây là nó gớt xuống hết rồi mình không có hàng luôn, mình để cho nó ăn ở dưới luôn. Sáng mình mới phối tinh xong nữa nè. Bên đây mình còn được vài chục con thịt nè các bạn, nhưng mà bây giờ giá heo cao mà chưa có heo bán các bạn ơi. Chỗ mình hiện tại là 57, 58 các bạn. Đó, bây giờ ở đây mình còn hai mấy con heo lứa, chắc hai mấy ký. Còn heo bên đó chắc khoảng 70 ký.